đồ ăn đông lạnh ở cửa hàng tiện lợi toàn món ngon thôi. Hello mọi người, chợt phát hiện ra lâu lắm rồi mình không mở cái tủ này của cửa hàng tiện lợi. Quả là thiếu sót to lớn đi mà. Chắc là mọi người sẽ nghĩ những món đông lạnh thì làm chín sẽ rất là lâu đúng không? Nhưng mà không, cũng chỉ cần được 3 phút thôi mọi người ạ. Giờ thì tới công chuyện về mấy món chính ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một món há cảo vị thịt cừu nướng đến từ vùng đất Thanh Đảo của Trung Quốc. Thề luôn là hôm trước mình mới đi ăn thịt cừu nướng xong thì hôm sau thấy ngay cái gói này. Đúng là cái vị thịt cừu thơm không lẫn vào đâu được mọi người ạ. Ăn nó kiểu cay cay ngọt ngọt mặn mặn mà cái mùi thơm thì nó sộc thẳng vào mũi luôn. Ai mà mê món thịt cừu nướng thì đừng có bỏ qua gói này nha. Trời ơi, xuất sắc luôn ý. Tiếp đến là gói xiao long bao, hay như mình biết thì nó là màn thầu nhỏ. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha, nhìn cái nước thịt ứa ra ngoài vỏ kia là biết ngon cỡ nào rồi ý. Ở bên trong nhân thì mình thấy có miến thịt, hành tây và cần tây. Cái mùi cần tây cứ phải gọi là thơm ngào ngạt, nhưng mà đúng là hơi xui cho những bạn mà không ăn được hành. Còn ai mà thích ăn hành giống mình thì chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ngay và luôn thôi.